Đức là gì? Công đức là định huệ. Nổi nóng thì không có định. Không có định thì huệ cũng không có. Ai có thể phá hoại công đức của bạn đây? Chính bạn thôi. Oán thân trái chủ của bạn không thể phá hoại công đức của bạn được. Nó sẽ suối bậy. Nó khiến bạn nổi nóng. Bạn rất nghe lời. Anh kêu tôi nổi nóng thì tôi nổi nóng. Kêu bạn thiêu thì bạn thiêu. Nó không thiêu được bạn. Nó kêu bạn thiêu, bạn rất nghe lời. Nên thiêu hết công đức của bạn. Nó đã đạt được mục đích rồi. Nếu như bạn không chịu thiêu thì nó chẳng có cách nào hết. Cho nên bạn không nghe lời Phật mà lại nghe lời ma. Bạn nghe lời oán thân trái chủ, nghe lời yêu ma quỷ quái. Bạn nên biết rằng công đức ở trong cảnh giới thuận hay nghịch đều không động tâm. Ở trong thuận cảnh vừa khởi tham tâm thì công đức không còn nữa. Ở trong nghịch cảnh sanh tâm sân hận thì công đức cũng mất hết. Chúng ta coi tiếp đoạn dưới. Hoàng lão dẫn đại kinh hợp tán vân. Đại kinh là kinh vô lượng thọ, hợp tán là Hạ Liên lão cư sĩ viết. Phía sau cuốn kinh này có ghi chú: Y thử kinh phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, phương đắc nhất tâm bất loạn cố, bất năng chuyên niệm, quyết năng nhất tâm cố. Câu này nói rất hay. Đó là sự thật. Từ đó cho thấy phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là phương pháp tu tập nhất tâm bất loạn quan trọng. Bạn y theo phương pháp này tu tập, trong lòng không cần nghĩ đến nhất tâm bất loạn. Nghĩ đến nhất tâm bất loạn là vọng niệm, phá vỡ nhất tâm bất loạn, vốn không cần nghĩ tới. Nước đến cừ thành, tự nhiên thâm nhập cảnh giới. Vì sao vậy? Vì bạn đã buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu cứ nghĩ khi nào được nhất tâm bất loạn, thì vĩnh viễn bạn không được nhất tâm. Vì sao vậy? Vì chướng ngại này bạn không bỏ được. Bạn mới thật sự có thể thành tựu. Chỉ cần bạn thường nhớ tới phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm có thể phát được chăng? Nếu chỉ phát ở miệng là giả đấy, không phải bồ đề tâm đâu. Trong tâm niệm phát cũng không phải là thiệt. Vì sao vậy? Vì bồ đề tâm là chân tâm, bạn lại dùng vọng tâm để phát bồ đề tâm thì làm sao phát được? Bồ đề tâm là tâm chân thành, thể là tâm chân thành. Trong tâm chân thành không hề có một vọng niệm. Nói cách khác, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm đó là tâm chân thành. Bạn thấy có khó không? Bồ đề tâm là chân tâm của chính mình. Chúng ta tìm lại bồ đề tâm ở đâu đây? Tìm từ chỗ khởi dụng. Khởi dụng đối với chính mình, tự thọ dụng là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là thâm tâm. Cho nên học Phật là học cái gì? Là học tâm thanh tịnh. Bắt đầu từ điểm này. Tôi tu tâm thanh tịnh trước, thanh tịnh đến cuối cùng thì tâm bình đẳng hiện tiền.
bình đẳng đến trình độ nhất định thì đại triệt đại ngộ. Giác chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Như thế là đến lý nhất tâm. Đối đãi với người khác, đối đãi với tất cả chúng sanh, trong tất cả chúng sanh này bao gồm động vật và thực vật, sơn hà đại địa, hiện tượng tự nhiên đều được gọi là chúng sanh. Phải dùng đại từ đại bi. Tình thương chân thật bình đẳng. Từ điểm này chân tu, đến thời điểm nhất định, tâm chân thành hiện tiền là kiến tánh. Tâm chân thành chính là tự tánh. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, chúng ta tu cái tâm này, chúng ta dùng thanh tịnh bình đẳng giác đối với chính mình, đối với tất cả chúng sanh là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đây gọi là phát Bồ Đề tâm. Hàng phục tập khí phiền não của chúng ta thì cần nên dùng nhất hướng chuyên niệm. Tôi thật sự buông bỏ. Tôi chỉ có một phương hướng là Tây Phương. Chỉ có một mục tiêu là thế giới cực lạc. Chỉ có một nguyện vọng là thân cận Phật A-di-đà. Suốt cuộc đời tôi sống ở thế gian này là làm việc này. Công việc này bạn làm được là bạn đã viên mãn rồi. Gia thân quyến thuộc không tin cũng chẳng sao. Tất cả tùy thuận. Nếu bạn làm thật sự thành công là bạn đã độ được cả gia đình bạn rồi. Năm xưa, sự việc này xảy ra sau chiến tranh. Ở Hồng Kông, Lão Thái Thái Hà Đông Tước Sĩ niệm Phật. Cả gia đình, con trai, con dâu bà ấy là tín đồ đạo Cơ Đốc, nhưng con người thời bấy giờ rất hay. Tuy bất đồng tôn giáo, tín ngưỡng, đối với cha mẹ vẫn hiếu thảo, không bài xích. Cho nên, trong nhà vẫn có bàn thờ Phật. Mẹ niệm Phật. Tôn trọng lẫn nhau. Người mẹ chưa bao giờ khuyên con cháu mình phải theo Phật. Không có. Đến nhà thờ của đạo Cơ Đốc, tốt, rất tốt. Ngày Chủ nhật các con cứ đi. Hôm Lão Thái Thái giảng sanh, mở đại hội giảng sanh. Bà ấy biết được giờ đi, ngồi mà giảng sanh. Rõ ràng, minh bạch. Hôm đó, bà nói với con trai con dâu của mình rằng, hôm nay mẹ về thế giới cực lạc, con tiễn chân mẹ một chuyến, xem như một đời mẫu tử chúng ta. Mọi người cũng rất vui vẻ. Sau khi thấy được tình hình như vậy, cả nhà đều tin Phật hết. Sau đó, đem căn nhà cúng dường. Bây giờ, ngôi biệt thự Đông Liên Giác Uyển chính là căn nhà của bà ngày xưa. Lão Thái Thái cao minh, có trí huệ, cuối cùng hiện thân thuyết pháp. Xem bạn có tin hay không, là giả hay thật, đều rõ ràng hết. Nói với con cũng vô dụng, vì nó không tin, làm cho nó thấy. Thật sự ra đi rất tự tại, khi đó có tướng tốt hy hữu.
Người niệm Phật khi mất, có người thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn, ngửi mùi hương lạ, nhìn thấy tướng tốt. Thật sự hạ thủ công phu, thật sự phát tâm, thật sự độ người. Hà Đông Lão Thái Thái giảng sanh, khi đó chưa có tivi, báo, tạp chí đều đăng sự kiện này. Bạn xem độ được biết bao nhiêu người. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Tổng kết của niệm lão. Phương tiện lực dụng, tổng thượng lưỡng thuyết, cố tri bổn kinh chỉ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm vi tông. Tông ở đây là tông chỉ. Chính là chỉ đạo nguyên tắc tu học tối cao của bộ kinh này. Chỉ có 8 chữ, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Lực dụng nan tư chi quả đức. Quả đức là Phật lực gia trì. Phạm thánh tề thu. Lợi độn cụ bị. Chữ này ở đây nên đọc là phi, tức khoác. Khoác ở trên mình. Bất luận là lợi căn hay độn căn đều được Phật lực gia trì. Phi có nghĩa là gia trì. Cho nên tiếng Đài đọc gia phi là đúng đấy. Họ đọc theo âm cổ. Hạ chí thập ác ngũ nghịch. Câu này quan trọng hơn hết. Chúng ta đối với những người tạo thập ác ngũ nghịch, còn oán hận, còn trách móc hay không? Sai rồi, không được đâu. Phải nghĩ thế nào đây? Nhất thời hồ đồ. Phải tha thứ cho nó. Chính bản thân chúng ta đôi khi cũng có lúc làm sai. Chúng ta hy vọng được người khác tha thứ cho mình. Thì người khác làm sai, vì sao chúng ta không thể tha thứ cho họ được? Ngạ quỷ súc sanh là đã đọa lạc vào ác đạo. Nói những người này đảm năng phát tâm chuyên niệm, tất đắc độ thoát. Bạn xem pháp môn này thật sự bất khả tư nghị. Đó là pháp môn bậc nhất mà chư Phật Như Lai phổ độ chúng sanh. Vào triều Thanh thời đại Càn Long, có vị pháp sư Quán Đảnh, là pháp danh của thầy ấy, hiệu của thầy là Từ Vân. Từ Vân Quán Đảnh pháp sư là vị cao tăng trong đạo Phật, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Trước tác vô số. Trước tác của Ngài phần lớn trong Vạn Tục Tạng của Nhật Bản. Hầu như trong Vạn Tục Tạng trước tác của Ngài có hơn 20 loại. Trước tác của Ngài tổng cộng có hơn 50 loại. Tôi có đọc qua mấy quyển. Trong đó có chú giải Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Đây là kinh tịnh độ, gọi là Quán Kinh Trực Chỉ, có lưu thông bản in lẻ. Trong đó có nói một câu. Ngài nói, chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng,
tất cả những nghi thức sám hối trong kinh giáo của Đạo Phật đều không thể cứu được người này. Cũng có nghĩa là không còn linh nữa, cuối cùng vẫn còn một phương pháp. Nam Mô A Di Đà Phật có thể cứu người này. Điều này nói lên rằng câu Phật hiệu này có sức mạnh lớn hơn tất cả các kinh giáo khác, có sức mạnh hơn tất cả những phương pháp sám hối. Câu Phật hiệu này có thể cứu được người đó. Đây là giảng về công đức niệm Phật đến chỗ rốt ráo. Cho nên, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Lý thâm sâu, cảnh giới rộng sâu vô bờ, không có ranh giới. Sự tán thán của Phật chỉ có Phật và Phật mới có thể biết được. Bồ Tát Đẳng Giác cũng không có cách nào hiểu được thấu triệt, huống là những người bình thường. Gặp được rồi có thể tin, có thể giải, có thể hành. Thiện căn phước đức của người này không thể nghĩ bàn. Vậy chúng ta gặp được, gặp được thì làm sao? Không tin tưởng, không lý giải. Vì sao tôi lại nói như thế? Bởi vì các bạn ở chỗ văn tự đã 10 năm rồi, 10 năm không thành tựu. Còn không bằng Lưu Tố Vân cư sĩ. Người ta học Phật cũng 10 năm. Cô ấy thật sự tin, thật sự phát nguyện. Thật sự thực hành. Mười năm chắc chắn có thành tựu. Mười năm, chúng ta hỏi thử xem, đối với việc sanh tử, các bạn có nắm chắc không? Tập khí phiền não của các bạn sửa đổi được bao nhiêu? Có đạt được tâm thanh tịnh không? Tâm bình đẳng chưa đạt được thì không nói, không đề cập đến, nhưng tâm thanh tịnh có đạt được hay không? Nếu như 10 năm ở đây đạt được tâm thanh tịnh, 20 năm đạt được tâm bình đẳng là Bồ Tát, 30 năm đại triệt đại ngộ thì là Phật rồi. Trong đạo Phật gọi là tiện tu chứ không phải là đốn siêu. Dùng phương pháp nào? Một bộ kinh, nhất môn thâm nhập. Một câu danh hiệu là có thể đạt được. Không cần phải đến triệt ngộ, chỉ cần đến lúc tâm bình đẳng hiện tiền là thông suốt hết Phật Pháp rồi. Bất luận bạn xem kinh luận gì, chưa bao giờ đọc đến, nhưng chỉ cần xem qua là hiểu ngay. Tâm bình đẳng hiện tiền là sẽ có năng lực này. Đại triệt, đại ngộ thì thông suốt hết. Thông suốt pháp của thế và xuất thế gian. Cho nên, phải thật sự hạ thủ công phu. Lưu Tố Vân cư sĩ trong bản báo cáo của cô ấy rất hay. Cô ấy nói cô ấy không biết làm gì. Một đời cô ấy có được một chút thành tựu nhỏ, chính là 6 chữ. Cô ấy dạy người ta, quý vị muốn học theo tôi thì học 6 chữ này. Thứ nhất là thành thật. Thứ hai là nghe lời. Thứ ba là làm thật. Đây chính là bí quyết học Phật 10 năm của cô ấy.
Chúng ta thử nghĩ xem, sáu chữ này chúng ta chưa làm được. Thứ nhất, chúng ta không thành thật. Chúng ta thường cho rằng sự suy nghĩ của mình là chính xác. Những việc làm của mình là đúng. Thứ hai, chúng ta không nghe lời. Kinh điển dạy, chúng ta không làm theo. Năm xưa khi ở Mỹ, chúng tôi có duyên gặp được Hoàng Niệm Lão. Hoàng Niệm Lão phó thác cho tôi một công việc là kiến lập Tịnh Tông Học Hội. Tịnh Tông Học Hội do thầy của ngài là Hạ Liên Lão Cư Sĩ đề xuất ra. Chỉ là đề xuất chứ không chính thức thành lập. Kỳ thật, Tịnh Tông Học Hội là liên xã ngày xưa. Nội dung hoàn toàn tương đồng, chỉ đổi tên gọi mà thôi. Tịnh Tông Học Hội là tên gọi ngày nay, liên xã là tên gọi ngày xưa. Đổi thành tên gọi ngày nay thì mọi người sẽ không nói nó là mê tín nữa. Tôi nghe thấy có lý, chúng tôi thật sự có đồng cảm. Vào thời đại này cần phải hiện đại hóa, cho nên học tập chúng tôi dùng học viện, tu hành chúng tôi dùng học hội. Hội đầu tiên chúng tôi thành lập tại Onkawa ở Canada, Tịnh Tông Học Hội Canada, hình như bây giờ vẫn còn. Đã lâu lắm rồi tôi không qua đó. Ngày xưa vào thời điểm đó, mỗi năm tôi ở bên đó một tháng. Tính đến nay, có ít nhất là 13 năm tôi không qua đó rồi. Hội thứ hai thành lập ở Mỹ, Gia Châu, Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc, ở khu vực Cựu Kim Sơn. Sau này, ở Lạc Sam Ki cũng thành lập một nơi, Lạc Sam Ki Tịnh Tông Học Hội. Tôi có ở đó mấy năm, khi đó nước Mỹ và Canada có khoảng 30 học hội như vậy. Hiện nay chắc còn tồn tại khoảng một nửa. Sau này trở về Đông Nam Á, nơi đây thành lập nhiều hội hơn. Đơn độc một nước Malaysia thôi, chính thức ghi chép có hơn 50 học hội. Có hội mà không ghi chép cũng có khoảng 5-60 hội. Ở Malaysia là nhiều nhất, có hơn 100 Tịnh Tông Học Hội. Học hội này đều tu theo pháp môn Tịnh Độ, đều y theo lời giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư mà học tập. Kinh Vô Lượng Thọ thì y theo bổn hội tập của Hạ Lão Cư Sĩ. Mỗi hội đều độc lập. Hành chánh độc lập, nhân sự độc lập, tài chánh độc lập. Chúng tôi không quản lý, cũng không có liên hệ mật thiết, tất cả đều không có. Chúng tôi chỉ cùng nhau học tập kinh giáo, cùng nhau niệm Phật. Khi có những hoạt động, chúng tôi sẽ gửi giấy báo. Những Tịnh Tông học hội này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Quả nhiên có thể y giáo phụng hành, cho nên sau khi Tịnh Tông Học Hội ra đời, chúng tôi đưa ra 5 điều tu học cơ bản.
Điều này quý vị đều biết. Trong duyên khởi của Tịnh Tông học hội có đề ra năm mục. Mục thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của Tịnh Tông. Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói 3 điều 11 câu. Thứ hai là lục hòa kính. Thứ ba là giới định huệ tam học. Thứ tư là lục ba la mật, lục độ của Bồ Tát. Thứ năm là thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là chương trình chỉ đạo cho chúng ta tu học. Nhiều năm nay không thấy có tiến bộ. Cho nên chúng ta cần kiểm nghiệm lại từ đầu. Vì sao không đạt được tịnh nghiệp tam phước, không đạt được lục hòa kính? Các vị tại gia học Phật không đạt được thập thiện nghiệp. Người xuất gia sa di luật nghi không làm được. Không hợp đạt tiêu chuẩn. Chúng ta thật sự phản tỉnh kiểm nghiệm lại. Phát hiện ra chúng ta đã không hạ thủ từ nền tảng giáo dục. Có nghĩa là không có nền tảng. Đó là sự thật, không đùa đâu. Căn chính là nói về điều thứ nhất, tịnh nghiệp tam phước. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này còn chưa làm xong thì hoàn toàn thất bại rồi. Cho nên, chúng ta suy nghĩ làm cách nào để bù đắp đây? Làm thế nào để đạt được hiếu thân tôn sư đây? Chúng ta nhớ đến đệ tử quy của nhà Nho. Thực hiện đệ tử quy chính là làm được câu thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Câu thứ hai, từ tâm bất sát, chúng ta nhớ đến nhân quả giáo dục trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nếu như có nền tảng này, chúng ta thực hiện hai điều trên đây, thì thập thiện nghiệp đạo không có vấn đề gì. Thực hiện được thập thiện nghiệp đạo, thì sa di luật nghi cũng chẳng ngại gì, rất dễ dàng làm được. Đây là nền tảng giáo dục của Đại Thừa Giáo. Không tu từ chỗ căn bản này, chúng ta có dùng nhiều thời gian hơn, nhiều tinh thần hơn, e rằng vẫn không đạt được hiệu quả. Lời Đức Phật dạy rất có lý. Nhân giới sanh địa, nhân định phát huệ. Chúng ta sơ suất giới luật thì không đạt được định huệ. Những điều chúng ta học mấy năm nay là gì? Là Phật học thường thức, là Phật giáo tri thức. Không phải là trí huệ. Không có trí huệ, tâm của chúng ta tán loạn, tâm không được định. Tâm của chúng ta là nhiễm ô, tâm không thanh tịnh. Thời gian 10 năm đã trôi qua, cho nên chúng ta cần phản tỉnh. Bây giờ nỗ lực vẫn còn kịp, vẫn còn cứu được. Hy vọng quý vị nên cố gắng. Ghi nhớ câu nói ở đoạn này, đối với chúng ta có sự khích lệ rất lớn. Thập ác ngũ nghịch, ngạ quỷ súc sanh, đản năng phát tâm chuyên niệm, tất đắc độ thoát. Câu này khích lệ rất lớn đối với chúng ta. Phải thực sự phát tâm. Bồ đề tâm tôi giảng có phần rõ ràng hơn, quý vị dễ hiểu.
Trong kinh luận, kinh là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Luận là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Nói rất khó hiểu. Bồ Đề Tâm trong kinh nói, thứ nhất là tâm chí thành, đây là thể của Bồ Đề Tâm. Thứ hai là thâm tâm, tự thọ dụng. Thứ ba là tâm phát nguyện hồi hướng, là tha thọ dụng. Ba tâm trong Khởi Tín Luận nói, thứ nhất là trực tâm. Trực tâm là tâm chí thành, đây là thể. Thứ hai cũng nói là thâm tâm, hai bên tương đồng. Thứ ba là tâm đại bi, chính là tâm phát nguyện hồi hướng. Kinh luận hợp lại xem thì có phần dễ hiểu hơn. Trong đây khó hiểu nhất là thâm tâm. Cho nên tôi đã áp dụng một nửa đề kinh phía sau của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác, đây là thâm tâm. Chúng ta dùng tâm gì để đối đãi chính mình? Dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, giác, tôi thêm vào đó một chữ, chánh giác. Tự thọ dụng. Tâm của chúng ta ngày càng thanh tịnh, ngày càng bình đẳng, đấy chính là đắc lực. Công phu tu tập của bạn đắc lực. Thật sự là được giác mà không mê. Thật sự giác ngộ rồi. Đối đãi với người, chúng ta dùng từ bi. Đại từ đại bi. Không có bất cứ điều kiện gì. Vô duyên đại từ. Duyên chính là điều kiện, vô điều kiện. Đối xử với ngũ nghịch thập ác vẫn đại từ đại bi. Đối với ngạ quỷ súc sanh cũng đại từ đại bi, vô điều kiện, bản thân thì khiêm hạ. Đối với tất cả chúng sanh thì cung kính. Chúng ta nhìn thấy con muỗi, con sâu, con kiến còn chấp tay lại gọi chúng là Bồ Tát, huống là đối với con người. Đối với những người tạo chí ác nghiệp, chúng ta cũng gọi họ là Bồ Tát. Cung kính với họ, giúp cho họ quay đầu. Khẳng định rằng tánh người vốn thiện. Khẳng định rằng Đức Phật dạy trong kinh điển, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chỉ nhất thời hồ đồ, từ đó đọa vào A Tỳ địa ngục cũng là nhất thời hồ đồ. Đừng có lo, họ sẽ ra thôi, họ trả xong nghiệp báo, họ sẽ ra thôi. Như người phạm tội bị nhốt trong nhà tù, mãn tù họ sẽ được thả ra. Đọa vào tam đồ cũng giống như định hình phạt vậy. Định hình phạt tạo ra ác nghiệp, từ từ chờ nó ra. Trong Phật Pháp, thời gian và không gian là giả, không có thật. Đọa địa ngục A Tỳ vô lượng kiếp. Thật sự, chúng sanh trong địa ngục A Tỳ không có quan niệm về thời gian. Vô lượng kiếp là gì? Là mê mà không giác. Không biết sám hối, chẳng biết quay đầu. Tội đó rất thống khổ, họ tiếp tục thọ nhận. Đến khi nào người đó mới giác ngộ? Thật sự sám hối là giác ngộ. Thật sự quay đầu thì người đó sẽ xa rời địa ngục, sẽ ra khỏi. Đây đều là sự thật. Tội nghiệp có nặng đến đâu, chỉ cần sám hối thì người đó là Bồ Tát. Đúng là quay đầu là bờ. Quảng bị nhất thiết hàm linh,
Phổ Huệ chân thật chi lợi. Đây là hạnh của Phật A-di-đà. Chúng ta phải siêng năng học hỏi. Linh là gì? Linh là tinh thần. Chúng ta biết, các nhà khoa học hiện nay từ từ cũng phát hiện ra. Chỉ cần là vật chất. Các nhà khoa học nói hạt căn bản. Chúng ta dùng mắt thịt này không thấy được. Nó là vật chất. Là vật chất, nên nó có tinh thần. Nó có thọ tưởng hành thức. Chúng ta thấy được ở trong lục đạo. Tất cả hiện tượng vật chất trong lục đạo đều có thọ tưởng hành thức. Tâm và vật chất miên viễn ở một chỗ, không bao giờ tách rời. Bạn cố tình phân nó làm hai là sai rồi. Cho nên, tiến sĩ Giang Bổn làm thực nghiệm nước, tôi nghe được rất vui mừng. Ông đã chứng minh được tâm và vật chất là nhất thể mà trong Kinh Phật đã dạy, dùng phương pháp khoa học để chứng minh. Gần đây, một nhà khoa học người Mỹ làm thực nghiệm. Cái đĩa này tôi mới xem. Tôi mới xem qua hai lần. Chứng minh được nước có ký ức. Nó nhớ được. Chúng ta thấy thực nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn, nước có thọ tưởng hành. Hành là chấp trước. Đã phát hiện ra điều này, còn thức thì chưa phát hiện ra. Ngày nay, nhà khoa học người Mỹ phát hiện ra thức. Thức là ký ức. Có ký ức là phiền hà rồi. Vì sao vậy? Vì bạn không tốt với nó sẽ nhớ trả thù. Nó sẽ báo thù bạn. Sơn Hà đại địa, ngày nay chúng ta phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên. Nó ghi nhớ. Nó mà báo thù thì phiền lắm đấy. Núi lửa bộc phát, động đất, sóng thần đều là sự báo thù của nó. Cho nên, chư Phật, Bồ Tát dạy chúng ta đối với tất cả chúng sanh phải lễ kính chư Phật. Nên đối xử tốt với hoa cỏ, cây cối. Tỳ kheo thanh tịnh không đạp lên cỏ tươi. Điều này trong giới kinh có dạy. Không được xem thường nó, cũng phải tôn trọng Sơn Hà đại địa. Trong kinh Đức Phật có dạy, núi có sơn thần, cây có thọ thần, nước có thủy thần. Đó là sự thật, không phải giả đâu. Thần là gì? Thần chính là linh, một phương diện khác của vật chất, chính là tâm pháp. Chúng ta nên học chư Phật Bồ Tát. Quảng bị nhất thiết hàm linh, giúp cho họ phá mê khai ngộ. Thường tốt với họ, cúng dường họ, thuyết pháp cho họ. Chúng ta có thành ý này mà mời, thì họ sẽ đến. Giống như đãi khách vậy, yến tiệc pháp. Phổ Huệ chân thật chi lợi. Sự chân thật trong chân thật. Cho các vị biết, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là chân thật tuyệt đối.
Kinh Vô Lượng Thọ từng câu từng chữ khai triển ra, chính là thập phương tam thế nhất thiết chư Phật tu hành chứng quả, hoằng pháp lợi sanh, nhất nhất đều ở trong đó, không lọt ra ngoài một pháp nào. Ở trong đây có diệu pháp chân thật được đắc độ, đó là trì danh niệm Phật. Đại ân đại đức chính là Phật A-di-đà. Chúng ta học Phật A-di-đà phải học bốn thứ này: đại ân đại đức, đại nguyện đại lực. Chúng ta có thể thực sự phát tâm thì sẽ được bốn nguyện gia trì của Phật A-di-đà. Đối với tất cả chúng sanh bố thí ân đức. Bố thí cách nào? Tôn trọng họ, đó là điều thứ nhất. Kính yêu họ, quan tâm họ, lo cho họ, giúp cho họ, đó là ân. Giới thiệu Phật Pháp Đại Thừa cho họ, dạy dỗ họ, đó là đại đức. Chúng ta quan tâm, lo lắng, tôn trọng, chăm lo 48 nguyện của Phật A-di-đà. Nguyện nào cũng là quan tâm lo lắng cho tất cả chúng sanh. Toàn tâm, toàn lực làm tốt việc này. Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu làm từ tâm của chính mình. Bắt đầu làm từ nguyện của mình. Bắt đầu làm từ công việc trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong việc đối nhân xử thế. Làm trên tất cả mọi phương diện. Đó chính là đại dụng độ sanh, tự mình siêng năng tu tập, siêng năng tu. Sau đó bạn đọc bộ kinh này, bạn sẽ có cảm nhận khác. Bạn là tâm của Phật A-di-đà, bạn mới cảm nhận được chân thật nghĩa trong bộ kinh này của Phật A-di-đà. Bạn không phải là tâm của Phật A-di-đà, thì bạn cảm nhận được là vọng tưởng của mình. Bạn không cảm nhận được chân thật nghĩa. Thọ dụng của chân thật nghĩa vô cùng. Pháp hỷ vô lượng. Câu đầu tiên trong Luận Ngữ: học duy thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Học là học chư Phật Bồ Tát, học chư vị thánh hiền. Sau khi học rồi, quan trọng nhất là tập. Tập là thực hiện. Thực hiện ở trong tâm. Sửa đổi tâm thái và tư duy của chúng ta. Ngày trước, tư duy tâm thái của chúng ta đều là tự tư tự lợi, đều là chạy theo danh văn lợi dưỡng. Sai rồi. Chư Phật Bồ Tát đã buông bỏ hết những thứ này. Các ngài thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì trong tự tánh thanh tịnh không có những thứ này. Những thứ có trong tự tánh thanh tịnh, chúng ta phải khai quật ra, phát triển rộng rãi. Ở trong tự tánh thanh tịnh, vốn đầy đủ thập thiện. Vốn có đủ luân lý đạo đức.
Lý luận và thực sự về nhân quả cũng có đầy đủ. Thật sự có thể thực hiện. Đó là sự vui sướng không gì bằng. Sự vui sướng này không phải có từ bên ngoài. Sự vui sướng này được lưu xuất ra từ tự tánh, gọi là pháp hỷ sung mãn, thường sinh tâm hoan hỷ. Nếu bạn quét sạch hết ưu bi khổ não, vọng tưởng chấp trước, chổi ở đây là gì? Cầu Nam Mô A Di Đà Phật chính là cây chổi, quét sạch sẽ, khôi phục lại tâm thanh tịnh, bình đẳng giác của bạn, khôi phục lại tâm từ bi của bạn, tự nhiên không còn oán hận người, không còn ghét bỏ người khác nữa. Bạn thấy những người tạo tác ác nghiệp vô cùng đáng thương, họ vô tri, không có ai dạy họ. Bạn sẽ sanh tâm lân mẫn, sanh tâm đồng tình, bạn sẽ không ghét họ. Có duyên, nghĩa là họ chịu nghe. Bạn dạy cho họ, nếu họ không nghe chúng ta niệm Phật hồi hướng cho họ. Chuyện này đã làm hết mình rồi. Niệm Phật hồi hướng rất có tác dụng. Người này trong tương lai thật sự quay đầu thì họ sẽ biết được. Nếu không quay đầu thì không thể cảm nhận được. Sau khi quay đầu thì sẽ cảm nhận được. Bạn đã dùng nhiều thời gian như thế để quan tâm đến họ. Chúng ta lo lắng quan tâm mà không cần người đó phải biết. Đó là cái gì? Đó là tánh đức, tự tánh vốn là như vậy. Vi diệu nan tư, câu này nói rất đúng. Sự quan tâm của chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh đúng là vi diệu khó nghĩ bàn. Như thị phương xưng Như Lai bổn hoài, tài thị cứu cánh phương tiện. Bạn xem trong Đại Cương đây nói, vẫn chưa giảng đến kinh văn, trước đem một số đại ý trong kinh có ý nghĩa quan trọng nói trước cho chúng ta biết. Sau khi chúng ta vào kinh, trong kinh văn, chúng ta sẽ biết được cần học như thế nào. Nếu bạn không hiểu những điều này thì bạn sẽ không biết phải học như thế nào. Sau khi học rồi lại chẳng biết tu cách nào. Cho nên Đại Cương cần phải học kỹ. Đại Cương phong phú nhất, viên mãn nhất là ở trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao của Thanh Lương Đại Sư. Đây là bài viết tâm đắc, nói lên sự tu tập của mình. Thế nhập cảnh giới này, là bài báo cáo chân thật, nói về thật chứng, thật tướng của các pháp. Bộ phận quan trọng nhất trong Đại Cương này chính là bốn đoạn trước. Dưới đây, từ đoạn 5, sở bị căn khí, cũng là bốn đoạn, bởi vì đoạn thứ 9 là giải thích đề kinh, đoạn 10 là giải thích kinh văn, đó là một số kiến thức trong Phật giáo, không thể không hiểu. Nhưng đoạn này không phải là bộ phận quan trọng, cũng là kiến thức bắt buộc phải hiểu. Khi nghiên cứu kinh giáo thì sự tiến bộ có thể nhanh được một chút. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta học đến đây. Đây là vấn đề lớn.
làm sao giải quyết? Không cách nào giải quyết. Trước khi thầy Lý giảng sanh đã nói với chúng tôi, thế giới loạn rồi. Phật Bồ Tát, thần tiên có hạ phàm cũng không cứu được. Nói với học trò chúng tôi một câu, con đường sống duy nhất của các trò chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là di ngôn cuối cùng khi thầy Lý lâm chung. Tôi khi thầy nói những lời này thì thế giới này vẫn không tệ. Tôi đi công tác cũng rất yên tâm. Hiện nay thì càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng bất an. Làm sao đây? Câu Phật hiệu này không thể gián đoạn. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Trên sự thì tất cả đều tùy duyên. Nếu như gặp được rồi, hoan hỷ, vì sao vậy? Chúng ta đến thế giới cực lạc rồi. Mười niềm chắc chắn giảng sanh, giúp chúng ta hóa giải tai nạn này. Tâm của chúng ta niệm niệm đều cầu sanh tịnh độ. Bị người khác giết hại vô cớ, tốt, hoan hỷ, tôi đến thế giới cực lạc rồi. Không oán hận. Như vậy là chính xác. Có thể giảng sanh không? Nhất định được giảng sanh. Điều này có ích đối với người tin sâu, không nghi tịnh tông, có lợi ích lớn. Chúng ta đọc đoạn sau thêm một lần. Tâm mong mỏi yêu thích, tâm hoan hỷ vui mừng, chúng ta thường có. Tâm này không gián đoạn, thường có hoan hỷ. Dùng tâm như vậy để tin, để yêu thích. Và lại trong tâm chúng ta thật sự có sự chuẩn bị này, mọi lúc mọi nơi đều có thể giảng sanh. Đối với thế gian này, tất cả đều tùy duyên mà không phan duyên. Pháp hỷ sung mãn, vui vẻ hạnh phúc. Cho nên gọi là chí tâm tín nhạo. Đây là giải thích câu này trong kinh văn. Thiện căn, tất cả thiện căn. Thiện căn là ba nghiệp thiện, thân, khẩu, ý. Kiên cố, chẳng thể nhổ bỏ. Đây gọi là gốc rễ. Nó bén rễ rồi. Ba nghiệp thân khẩu ý. Kinh văn phần sau ở phần thứ 8 nói đến khéo giữ khẩu nghiệp, không chê bai lỗi người. Hãy nhớ khi nói chuyện đừng phê bình người khác, tránh rước họa vào thân. Đừng nói, khéo giữ khẩu nghiệp. Thế Tôn nói đến việc này trong rất nhiều kinh luận Đại Thừa. Thứ tự được sắp xếp đều là thân khẩu ý. Chỉ riêng trong kinh này, cách sắp xếp của Ngài đảo ngược lại thứ tự rồi. Thứ nhất là khẩu nghiệp, dễ phạm nhất. Thứ hai là thân nghiệp, thứ ba là ý nghiệp. Không giống như lúc trước, y theo thứ tự sắp xếp ba nghiệp thân khẩu ý như vậy. Thay đổi phương thức, tất nhiên là có dụng ý. Chúng ta không thể xem nhẹ, không thể xem thường. Đó có nghĩa là khẩu nghiệp là dễ phạm nhất. Quan sát kỹ lưỡng những tai họa do con người đem đến, đại đa số đều là nói chuyện không cẩn thận đắc tội người khác. Đắc tội người này muốn lấy mạng của quý vị.
muốn đưa quý vị vào chỗ chết, quý vị phải làm sao? Quý vị ở chỗ sáng, họ ở chỗ tối, chẳng thể phòng thủ. Cho nên ba câu nói này của Thế Tôn quan trọng: khéo giữ khẩu nghiệp, không chê bai lỗi người; khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi; khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Tâm địa, dùng tâm, và giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác mà không mê. Dùng tâm như vậy là không sai. Thân có ba nghiệp thiện: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Con người không làm chuyện trái với lương tâm thì quỷ thần sẽ phù hộ quý vị. Có người làm chuyện trái với lương tâm, hiện nay có nhiều tà ma ngoại đạo, ở ngay trước mắt, tuyệt đối không thể làm chuyện trái với lương tâm. Ý nghiệp: không tham, không sân, không si. Ở thế gian này, tùy duyên không phan duyên. Việc có ích cho chúng sanh, có duyên thì làm, tận tâm tận lực mà làm. Không có duyên thì không đi tìm, đừng phan duyên. Tâm luôn luôn định, luôn luôn tịnh. Vì vậy, ba nghiệp thiện kiên cố chẳng thể nhổ bỏ. Thiện là có thể sinh ra kết quả thù thắng, sinh ra các thiện khác, cho nên gọi đó là thiện căn. Tất cả thiện đều là từ trong không tham, không sân, không si mà sinh ra, cho nên gọi là ba thiện căn. Đối với pháp thế gian và xuất thế gian, không chỉ với pháp thế gian không tham, không sân, không si, mà đối với pháp xuất thế gian cũng như vậy. Pháp xuất thế gian quá nhiều, kinh điển của Phật quá phong phú. Hôm nay muốn sách này, ngày mai muốn sách khác, tâm của quý vị là tán loạn, tâm của quý vị không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì công phu của quý vị không thể thành tựu. Công phu không thể thành tựu thì quý vị không tiêu được nghiệp chướng. Làm cách nào tiêu trừ nghiệp chướng, tâm thanh tịnh liền tiêu trừ. Đừng để những ác nghiệp, thiện nghiệp đã tạo, ngay cả thiện nghiệp cũng bao gồm, đều không để trong tâm. Trong tâm chỉ để A Di Đà Phật, nhất định có thể tiêu nghiệp chướng. Vẫn có tạp niệm, vẫn có vọng tưởng thì không tiêu được. Buông hết vọng tưởng tạp niệm, chỉ có một câu Phật hiệu. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiện, Lão Hòa Thượng Hải Khánh, Hòa Thượng Lão Đức, giống như mẹ của Lão Hòa Thượng Hải Hiện, những vị này trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài một câu Phật hiệu ra thì không có gì cả. Bất luận là ở nơi nào, bất luận là thấy người như thế nào, người thiện người ác, Ngài cũng mỉm cười tiếp đón người khác, không hề phê bình người khác, không hề oán hận người khác. Ngài tự tại biết mấy, Ngài vui vẻ biết bao. Đây gọi là pháp hỷ sung mãn. Tiếp theo là tâm tâm. Tâm tâm hồi hướng. Tâm tâm là tâm thuận nhất, tâm tịnh niệm tiếp nối, chính là một câu tiếp nối, một câu Phật hiệu. Tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi đều không gián đoạn, không cần lên tiếng, niệm thầm trong tâm là được.
Có lúc có thể dùng kim cang trì, miệng đồng, nhưng không lên tiếng. Nhiều năm như vậy, tôi ở Đài Loan chỉ gặp được một vị đại sư chuyên gia. Tôi theo ngài 3 năm. Bất luận vào lúc nào, bất luận ở nơi đâu, ngài đều trì chú. Ngài không niệm Phật, ngài niệm chú, không gián đoạn. Quý vị mới hiểu được tâm ngài tĩnh lặng biết mấy. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Trong tâm có tạp niệm thì sanh phiền não. Quý vị liền hiểu được người tu hành chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Cho nên tịnh niệm tiếp nối, đừng có tạp niệm tiếp nối. Đây là công phu. Vì vậy, để thế giới cực lạc chứng đắc trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng tốt viên mãn, công việc hàng ngày chính là nghe kinh, nghe pháp, loại bỏ tập khí. Đồng thời, các ngài có khả năng phân thân. A Di Đà Phật phân vô lượng vô biên thân. Phân thân làm gì? Đến 10 phương thế giới để tiếp dẫn người niệm Phật giảng sanh. Không có A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ, vì họ không biết thế giới cực lạc ở đâu, họ tìm không được. Cho nên nhất định cần Phật đến tiếp dẫn. Nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn thì biết rằng chắc chắn giảng sanh tịnh độ rồi. Những vị Bồ Tát này ở thế giới cực lạc, vị nào cũng có thần thông, giống hệt như A Di Đà Phật. Cũng tức là các ngài đều có thể hóa thân, hóa vô lượng vô biên thân. Không có con số nào có thể tính ra được. Hóa những thân này làm gì? Đến tất cả cõi nước chư Phật trong 10 phương để cúng Phật. Cúng Phật là tu phước. Vì sao phải tu phước? Giáo hóa chúng sanh, không có phước báo thì không được. Phải có phước. Đồng thời, chư Phật đều đang giảng kinh thuyết pháp, tu huệ. Cho nên hóa thân đến 10 phương thế giới để cúng Phật là phước huệ song tu. Vậy thì thành tựu nhanh biết mấy. Đây là thượng cầu. Đồng thời hạ hóa, vô lượng vô biên chúng sanh trong 10 phương thế giới đều có duyên với chính mình. Thời gian chúng ta lưu chuyển trong lục đạo, đã bao lâu rồi? Quá khứ vô lượng kiếp, lại vô lượng kiếp, quá dài rồi. Chẳng thể không biết điều này. Sau đó quý vị mới hiểu được, gặp được Phật pháp khó khăn biết mấy. Thật sự là thân người có được Phật pháp khó nghe. Được thân người nghe Phật pháp là may mắn lớn. Không có điều nào may mắn hơn điều này. Quý vị có cơ hội giải thoát rồi. Cơ hội chính là trong một sát na này. Một sát na này chính là trong một đời của chúng ta. Một đời là một sát na. Quý vị nắm chắc rồi, quý vị đến thế giới cực lạc, mãi mãi thoát khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị không đi được và muốn tiếp tục luân hồi, cũng không biết là phải luân hồi bao lâu. Vô cùng khủng khiếp, cực kỳ đáng sợ. Chẳng thể không biết điều này.
đây chính là cúng dường chư Phật. Nghe kinh, nghe pháp trong mười phương thế giới, còn trong thế giới của mỗi vị Phật, chúng ta đã từng ở đó, đều có người hữu duyên. Những người hữu duyên vẫn chưa thành tựu, vẫn lưu chuyển trong lục đạo. Ta đến giúp họ, đến dạy bảo họ, giúp họ giác ngộ, giúp họ quay đầu, giúp họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự làm được là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đến thế giới Cực Lạc làm việc này, ngoài việc này ra không có việc gì để làm. Bất luận chúng sanh rơi vào đường nào, quý vị đều nhìn thấy, quý vị đều biết được. Quá khứ tôi có quan hệ gì với họ, hiện nay duyên chín mùi rồi, tôi lại gặp được họ, tôi phải làm thế nào để giúp họ, làm sao cứu họ thoát khỏi biển khổ. Vì vậy lục đạo luân hồi gọi là cứu cánh khổ. Giúp người khác lìa khổ không thể giúp họ ra khỏi lục đạo, vậy là quý vị giúp không được cứu cánh. Nhất định phải giúp họ thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới, thì gọi là giúp đỡ cứu cánh. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc là cứu cánh vui. Mãi mãi lìa khổ rồi, đến đâu để tìm pháp môn này chứ? Thế Tôn tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần. Vì sao vậy? Vì sao ở thời đại của chúng ta, những khổ nạn mà thời đại này của chúng ta gặp phải chưa từng có trong lịch sử. Lịch sử Trung Hoa, lịch sử nước ngoài, không tìm thấy sự hỗn loạn như ngày nay. Chưa từng có. Vẫn là trong quá khứ bản thân chúng ta có thiện căn, cảm được Ngài Hạ Liên Cư xuất hiện, vì chúng ta mà hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Cảm ơn sự xuất hiện của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đều không phải là người phàm, đều là Phật Bồ Tát tái lai, vì chúng ta hội tập và chú giải. Lại gặp được lão hòa thượng Hải Hiền, 92 năm niệm một câu Phật hiệu này, chứng được niệm Phật Tam Muội, được lý nhất tâm bất loạn, chính là minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ, chứng minh cho chúng ta Thế Tôn ba lần chuyển pháp luân đều ở trước mặt chúng ta, chúng ta gặp được hết rồi. Việc này may mắn biết bao. Sự may mắn này, đó chính là tất cả mọi người ở thế giới này. Dân số không nhiều, người may mắn trong số những người may mắn, chỉ cần có thể nắm chắc thì vấn đề của chúng ta trong đời này được giải quyết triệt để rồi. Như vậy là tai nạn trên trái đất, bất luận là thiên tai hay nhân quả, trong tâm chúng ta cũng dường như bất động. Gặp phải thì hoan hỷ tiếp nhận, biết rằng hoan hỷ tiếp nhận thì có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không thể tham sống sợ chết. Chúng ta phải có tâm này, niệm niệm cầu sanh tịnh độ, đi bằng cách nào cũng được, chỉ cần lâm chung A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta. Điều này chẳng thể không biết, chẳng thể không ghi nhớ trong tâm. Cũng tức là pháp môn này, người xưa nói là pháp môn không hồi hướng. Vì sao vậy? Họ chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, niệm niệm cầu sanh tịnh độ, không có niệm nào khác. Mấy câu hồi hướng chúng ta đọc tiếp. Hướng là hướng đến, hồi chuyển công đức mà bản thân đã tu, hướng đến điều mình kỳ vọng, gọi đó là hồi hướng.
trong Hoa Nghiêm Đại Sứ sao? Quyển thứ 23 có nói, hồi là chuyển, hướng là hướng dẫn. Chuyển dạng hành của mình hướng đến ba chỗ, cho nên gọi là hồi hướng. Ba chỗ này là chỗ nào? Là chúng sanh, bồ đề và thực tế. Hồi hướng ba chỗ này, không hồi hướng thăng quan phát tài, không hồi hướng tương lai làm vua cõi trời, làm vua cõi người. Chúng ta không làm việc này. Giảng sanh luận chú Quyến Hạ cũng nói rất hay. Hồi hướng là chuyển công đức của mình rộng thí cho chúng sanh, cùng thấy A Di Đà Như Lai sanh về cõi nước an lạc. Đây chính là ý nghĩa của hai chữ hồi hướng trong lời nguyện. Ý nghĩa của hồi hướng. Cho nên hồi hướng nhất định phải biết. Người niệm Phật chỉ có một nguyện vọng, niệm niệm cầu sanh thế giới cực lạc là đúng rồi. Tuyệt đối đừng mưu cầu ở thế gian, vậy thì là tiếp tục tạo lục đạo luân hồi rồi. Diệt thế gian, ác thì phải đoạn, thiện thì có thể tùy duyên. Tùy duyên nhưng không để trong tâm. Vì sao vậy? Để trong tâm tương lai sẽ vào ba đường thiện. Không để trong tâm thì sẽ không sanh vào ba đường thiện, liền ra khỏi lục đạo luân hồi. Không chỉ là phải buông xuống sự giàu sang ở thế gian, trong tâm phải loại bỏ hoàn toàn sự giàu sang trên trời. Niềm vui của người trời cũng phải buông xuống, không có chút tham luyến nào. Một lòng chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, chỉ nghĩ đến thân cận A Di Đà Phật thì đúng rồi. Tâm này phải kiên cố. Mỗi phút mỗi giây đều khảo nghiệm bản thân. Khảo nghiệm bản thân điều gì? Câu Phật hiệu này có phải là niệm một câu tiếp đó một câu không? Không thể đánh mất Phật hiệu, không thể quên đi Phật hiệu. Ban đầu thường đánh mất, thường hay quên. Không sao, đừng sợ. Nhớ đến thì mau chóng niệm tiếp. Tương lai công phu sâu rồi, niệm thành thói quen rồi, tự nhiên sẽ không gián đoạn. Phải cần 2-3 năm, đừng gấp gáp. Hiện nay trái đất này không an định, phải cố gắng, cũng đừng sợ hãi. Chúng ta niệm niệm cầu sanh cực lạc, sợ gì chứ? Niệm niệm nương tựa A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là người bảo hộ của chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của hồi hướng chính là nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi.